Mà bây giờ là làm món gì nè? Dạ, cá kho tộn. Ồ, món dữ hả? Ăn chung cá u lòng. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cái món của mình làm. Cái này là mình rút trong bếp quán mình ra. Đầu tiên là món quan trọng nhất mình có cá. Có cái đầu, một cái đuôi với lại mình mấy cái khớp chắc ra rồi đó. Ủa đây là dầu ăn. Để cho mình làm cái nước kho. Còn đây là mực ngọt nha bạn. Còn đường, tiêu, cà no. Còn đây là lá. Hành với tỏi băm sẵn. Hành tỏi băm sẵn này chút nữa mình làm canh. Ủa này có tỏi phi, ớt thì đủ thủ ăn cả. Rau. Đây là ốc gai để mình nêm canh cà chua. Ủa đây là rau để mình ăn kèm với cá. Còn đây, đây có cái đồ đấy mà mỏi lẫn luôn. Đây mình có cà chua và heo leo, có đồ bắp, có giá, thơm. Ok, bây giờ bắt đầu đây là hai cái đồ đó mình chế biến món canh với món kho. Rồi con làm nước màu đi. Rồi bật bếp đi. Đấy. Rồi. Cái nhỏ nhỏ lửa thôi. Gõ xong nó tắt luôn rồi. Rồi. Cho dầu ăn vô. Rồi được rồi đó. Chị nói được rồi. Từ mình cho vô một miếng, mình lấy cái đũa mình gạt miếng đường vô để mình làm nước màu. Miếng nữa đi con. Miếng nữa rồi. Cháy cái đường nước cháy. Cháy lên nó ra cái màu ánh dáng. Nếu bây giờ chờ cái đồ này nó sôi rồi bắt đầu mình bỏ cá vô mình nấu canh chua nha. Nhưng mà nó phải sôi lên thì mới bỏ cá vô được nha. Rồi mình chắc mình lấy cái khớp cái nào, khớp đầu với khớp đuôi mình nấu canh chua nha. Lớn lửa miếng rồi cho nó cháy thôi. Lớn lên miếng. Cho cháy lớn lên miếng đó con, cho nó cháy, cho nó cháy. Lửa cháy. Chưa khi nào mình cháy ra. Nóng quá hả? Đứng gần cái bếp nóng quá ha vô. Nó bắt đầu đường nó bắt đầu chuyển màu rồi nhớ. À còn quậy tiếp đi, quậy tiếp cho nó. Vừa vú rồi bắt đầu sôi nè, bắt đầu để vú lấy cái muỗng này hớt cái bọt đi con. Đường nó đi chuyển màu rồi con. Ok rồi. Giảm lửa. Đúng rồi. Mình giảm lửa đi vô. Đó. Bây giờ bắt đầu mình tắt bếp. Ok rồi, mình đảo tí nữa. Rồi. Bây giờ mình nóng hết rồi, bây giờ mình múc một muỗng nước này vô. Rồi, né ra nha cái xèo á. Giờ bắt đầu mình cho cá vô. Cho cá vô. Cho cái mình cầm không cầm luôn cái này không bỏ chứ. Đúng rồi. Rồi, bỏ cái sợi cứ bỏ hết vô luôn, cái khứa nó vô luôn. Đó, bỏ miếng thôi rồi phần kia tí bỏ canh hết rồi để qua lấy cho vú. Rồi con lấy đũa con gạo này đi. Rồi, gạo cho nó dính màu hết. Đó, đúng rồi. Rồi vú dần từ từ con, từ từ bỏ cá vô nha, nó sôi từ từ cái. Rồi gạo đi rồi. Rồi con lật cái này luôn, lật cho nó đều hết luôn.
nó ướp cá nha. Dạ. Đây, bỏ cá vô. Rồi. Cái món canh chua là cần nước nó phải sôi thì mình bỏ cá vô thì cá nó không tanh nha. Cá vô. Rồi, bây giờ đổ cho chín từ từ nha con. Rồi, bắt đầu tới xe banh ướp cá. Rồi. Mình sẽ cho tỏi, hành. Rồi. Rồi, ok, cho hết cho con. Sau tiếp đó mình cho cà no. Cho nửa tiếng. Rồi một miếng thôi con, một miếng thôi. Rồi ok. Rồi. Cứ từ từ thôi, cứ con có nhỏ được thôi. Một hộp cho một miếng thôi. Rồi. Tiếp theo là con tiêu thì cho tiêu. Cho một ít thời gian thôi, cay quá vốn ăn không được. Rồi. Rồi bây giờ bắt đầu con mới cho miếng đường nữa, miếng đường ít thôi nha. Rồi miếng đó thôi. Rồi được rồi. Rồi bắt đầu lên, quan trọng nhất của món cá kho là cái gì? Tiền tiếng ten, nước mắm không thể thiếu. Dạ. Ừ, con sẽ có mắm vô. Nước mắm thì nước đi con. Nước đi, nước đi, xịt miếng nước mới ngon. Nước đi. Rồi. Rồi. Rồi con ra trộn đều lên. Đó, con đào đều lên cho nó thấm miếng đi. Để cho cá thấm đi nữa. Vú đó, vú canh nó sôi vậy đó, xong cái sôi lật con lật xong rồi con vớt bọt vô cái tô nha. Nhìn thơm lắm, đây nó mùi rồi. Rồi mình vào bếp lên. Giờ mình vào bếp lên mình kho. Bạn lên đi xem bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kho nó sôi sắp sắp rồi. Bây giờ mình múc một miếng nước nó vô, một muỗng thôi. Đây con đứng đó luôn, đứng múc luôn. Rồi, múc vô. Thêm một miếng đi con. Rồi. Rồi. Đó, nó sôi rồi đó. Bây giờ con lật nhẹ nhẹ thôi, không thôi cá nó nát nha. Cứ để cho nó sôi từ từ. Rồi. Đi vô. Mình đang vớt bọt ra, bọt. Tí xíu nữa cá nó sôi cái nào mình lật cá nha con. Dạ. Nó chín đều. Ngon không? Nhìn ngon không? Ngon. Đó, con cứ để từ từ để lâu lâu lật lần thôi. Đó, bây giờ cá nó đang sôi, cho nó sôi từ từ nó ngon. Canh giờ cũng đang sôi, từ từ con. Con vớt bọt tiếp đi Vũ. Ngon chưa anh? Chạy nước miếng hả? Món này ăn với cơm được còn gì bạn? Phải không? Thích ăn chung này. Nói dù thích cái món này luôn. Món này với gà kho sả nghệ. Mốt là gà kho sả nghệ. Gà kho sả nghệ hả? Clip sau nha. Nó thích ăn đồ kho là cái gà kho sả nghệ cái này. Có đem không thử thử vừa ăn không sao bác? Dạ. Rồi nhỏ lửa hơi dốt, con dặm lửa nhỏ xíu đó. Em thử coi em vừa ăn không nha. Hả? Em mặn quá. Mặn quá à, chắc là nêm thêm miếng đường. Đúng. Nêm thêm miếng đường đó. Nêm mà nó hơi mặn hả? À? Thêm miếng đường vô. Đúng rồi, được. Thêm miếng nước. Rồi.
mình đảo lại. Đúng rồi, không lật cho khéo quá chừng nó bể cá. Con nhỏ nữa ơi, cá nó chín từ từ. Rồi đem lại xem nó vừa chưa? Quá ngon. Quá ngon hả? Nãy giờ nó hơi mặn nha. Mình mới đi miếng đường này nó mới ngon vậy. Rồi vú đem canh thử coi. Con cầm lấy con bỏ. Cầm muối mắm, thấy con cầm mắm bỏ. Rồi. Giá một miếng. Rồi. Cà chua vô. Rồi, bỏ đậu bắp vô. Được rồi con, như đó thôi. Rồi bây giờ con lấy cái đũa con đào cho nó xuống cho nó sôi lại cái, dầm lửa lại cái con. Rồi con ơi, cho rau nó vừa sôi lại nó chín. Ok, ngon quá, hấp dẫn quá. Sư Vân sao rồi, cá sắp được rồi ha. Chờ xíu đi con, cho nó sắc miếng nữa nó ngon. Rồi bây giờ vụ vú xong rồi, tắt bếp. Rồi, con đem đi, con đem rau đi. Con lấy rau qua. Sao bên được rồi, con đừng ấy, nó nát không? Bây giờ mình sẽ bỏ rau. Ok. Bỏ ngò, ngò dai với rau. Rồi, miếng thôi con. Cá chín chưa? Chín rồi. Ok, rồi tắt bếp đi, con tắt bếp đi. Tắt luôn. Rồi. Vú được rồi con để luôn vậy luôn. Rồi, tắt bếp luôn. Rồi, bây giờ con cho miếng hành lá vô đi, cho nó thơm. Rồi. Thánh rất muối hả? Thánh rất hành. Rồi bây giờ bắt đầu bưng ra nha. Giờ sẽ bưng ra trước nha. Ok. Cẩn thận nha con. Ok. Rồi. Chờ sẽ banh luôn rồi hai anh em bưng qua kia luôn. Ok. Rồi. Rồi bưng qua đây mình chuẩn bị ăn luôn nè. Bưng qua để lên mâm luôn con. Ok. Héo nha. Mình có thể chấm cá trong rồi. Cái này ăn với gì? Dạ cái này là rau ăn chung rau. Với lại chấm chung với cá. Rồi bây giờ nấu đồ ăn không rồi cơm đâu? Ủa, ở cơm đâu? Vậy mình xin không biết mình kiếm cơm nữa. Xin đi xin với anh nha. Dạ. Ok. Rồi ơi, ngon quá mà không có cơm. Hồi nãy là mình quên nấu cơm đó rồi. Làm đồ ăn hết rồi mình quên nấu cơm nên mình sẽ vô bếp mình xin cơm. Cái bút con. Rồi. Cái này một khối.
ăn nhiều lấy nhiều cho con. Nước đủ không? Thêm nữa không? Rồi, thêm miếng nữa nha. Con Phúc. Rồi, tiệc đen đen bắt đầu ăn cơm thôi. Rồi mình cho thêm chút xíu đường lại, còn không nữa mình chết. Miếng cá luôn. Thôi mình sẽ ăn thử miếng cá với cơm nha. Mở lại nha. Miếng già luôn. Mình hấp dẫn luôn. Thôi cho bạn ăn nước không? Còn ăn nước là chan miếng nước vô. Dạ. Ngon vô. Ngon. Có cay không con? Không. Ôi, sao bạn nó cho miếng tiêu rồi. Quá ngon mà. Nó bụng hả? Nó bụng quá hả? Dạ, nó bụng. Đó bụng mình tự chế biến, mình tự làm luôn. Bất, thì, mình có nhà cho mình tự nấu, tự ăn. Không vô. Cơm nấu á, với lại cá bông màu, ngon, thịt nè, ngọt, còn đây là cá trong canh nha mày. Múc ra bỏ vô nguyên cái gì nước mắm luôn nè, nguyên cái đầu luôn nha, còn cái đuôi nữa các bạn ơi. À đây, đây rồi, đây rồi. Mọi người hấp dẫn quá rồi, thì nát quá đó. Trời ơi, luôn nha. Vậy mình sẽ dễ hơn một miếng mình ăn luôn đó. Thấy không nghĩ cho bạn. Rồi, chấm cái nước mắm luôn. Rụt cũng vậy. Quá ngon. Quá ngon. Chấm cá chấm vô cá kho luôn rồi con. Cá canh chấm cá kho. Ừ, uống bạc hà nha.
đó thì là 10 miếng rồi. Còn miếng còn miếng cơm nhưng mình quyết định là sẽ ăn cơm với canh để xem coi hương vị như thế nào. Đông quá. Ruột của cái con cá này. Đông quá, đông quá, đông quá. Mình rất là thích luôn rồi. Rồi mình sẽ ăn thử cái là ruột. Khá là ngon vậy. Tự làm cái gì cũng ngon hết vậy. Béo béo mặn mặn ngọt ngọt. Quá ngon rồi. Ăn chung với canh chua nữa. Hết sạch luôn bạn. Có lẩu rồng nữa bạn. Chẳng ngờ. Cuối cùng nữa bạn. Mình sẽ ăn thử miếng cá kho, cơm với lại canh luôn. Để xem nó hương vị nó như thế nào. Có đầy đủ hương vị không? Mời bạn nha. Đông quá rồi con, đông quá. Tiếng thứ hai hả bạn? Bữa giờ ăn tiếp từ. Đó. Bây giờ mình sẽ hấp thử miếng canh coi như thế nào nha bạn. Đúng quá. Vì đánh giá cao mình á. Món này rất là ngon. Vì béo đầy đủ có. Ngon lắm mọi người. Ngon rồi. Mà hít hà chứ. Nóng. Ít xương nữa bạn, cho nên dễ lừa. Ít xương dễ chưa? Thật ngán luôn. Cái này là gì bạn? Theo lèo không? Theo lèo đó. Chầu bắp luôn. Rồi mình sẽ thử miếng canh nha bạn. Này bạc hà nữa bạn. Đồ bắp với bạc hà với giá. Đó. Rồi mình sẽ thử nữa bạn. Mình sẽ thử miếng canh như thế này. Ngon rồi. Ngon ngon ngon. Quá ngon quá ngon. Để em muốn cá luôn. Cái đuôi nó rụt. Rụt mấy luôn. Cái nóng quá hả vô? Nóng ép xuống là nó bở ra hết rồi. Quá rụt. Sao mà nóng vậy mà con ăn được luôn hả? Không, cái đó nó cũng nóng. Dạ. Cái này thì nóng lắm. Giờ mình đói bụng quá các bạn. Giờ mình sẽ tắt video và ăn tiếp các bạn. Vì clip này nó cũng dài các bạn. Rồi là chế biến cho tới khâu ăn luôn các bạn. Thì clip sau mình sẽ là món sọt kho chả ớt thì mình sẽ ăn nha các bạn. Lỗ cho mình ăn. Nhưng mà các bạn đừng quên là cho một like, một share và một subscribe nha. Được. Này bữa cơm này quá ngon luôn. Chú nóng quá, chú chưa ăn được hả con? Dạ. Chờ ngồi xíu nha. Rồi, chào tạm biệt mấy bạn đi. Bye bye. Bye bye.